Em chào toàn thể các bác đam mê radio cassette xưa nhé. Nay thì em xử lý cho anh khách quen, chuẩn xác thì là ba con cơ, nhưng một con thì con nó lỗi phần một cửa băng thì hôm qua em đã xử lý rồi. Thì mấy con anh khách anh ý cũng sửa, em không nhớ con này anh trước anh sửa, đợt trước có sửa không nhưng cũng có này. Mấy con anh khách anh sửa từ năm ngoái cơ. Thì năm nay anh gửi này, anh có viết là chào em đầu xuân năm mới, chúc toàn thể đại gia đình trong năm mới dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Và anh có gửi hai con, một con sáp QT thì phần băng không chạy, và một con Sanyo băng chạy nhưng không ra tiếng. Thì riêng con Sanyo này thì em kiểm tra là băng có chạy, cửa bên này có chạy và có ra tiếng này, nhưng mà nó đang bị lặng. Cả hai bên thì nó đang bị lặng. Nếu như con này đang chơi ở cuốn băng chạy ở cuốn này thì là nó đang bị lặng, băng hơi lặng, chắc ít mở. Hiền hòa bên mái đấy, băng nó lặng thì cái này em sẽ xử lý lại cho cả hai cái băng luôn. Thì đều có ra tiếng nhé, chứ không phải không ra tiếng đâu, đều có ra tiếng, và nhưng mà cửa băng nó hơi lặng thì nó hơi yếu, thì em sẽ tháo ra kiểm tra. Và một con nữa này, con sáp QT đấy thì năm ngoái em có sửa, thì con sáp QT là tình trạng là cửa băng không chạy, thì con đấy thì tím sẽ kiểm tra sau. Em đã làm cho anh một con rồi, và còn con này là một con nữa thì em sẽ tiến hành làm. Con này anh gửi rất lâu rồi các bác nhé, anh gửi từ 19 tháng 2, bây giờ 20 mấy tháng 3 rồi, giờ mới quay sang làm cho anh ấy được. Thì em sẽ xử lý cho anh ấy trước, còn của các bác thì em sẽ sắp xếp việc nhé. Riêng con này của mình thì thay dây cu loa nhé, hai cửa băng là chạy ok đấy, em thay dây cu loa cả hai bên nhé. Thay cửa băng cả hai bên luôn, thay dây cu loa cả hai bên luôn nhé. Thay dây hai dây cu loa, thay dây cu loa cả hai bên là 4 dây. Nhưng bên này tiếng nghe sáng hơn là... em như tấm vải lụa đỏ thương thâu đêm. Đấy, ok đấy. Dù xanh sao em có bề nào, hai bên ok rồi, sẽ lắp vào và kiểm tra con tiếp theo cho anh. Đây, dây ok này, em test trước để gửi cho anh nhé. Xem kẽ đó là những giai điệu nhạc thông qua những kênh tương tác quen thuộc của chúng tôi, đó chính là số hotline 0243 688. Dây ok này, em tắt lại băng nhé. Tắt lại băng như mình ok ngay. Em tiếng hát sao rồi, em sẽ quay sang làm món khác cho mình luôn. Con này thì cassette không làm sao đâu nhé, cassette vẫn chạy ok nhá, nhưng mà con này thì em lưu ý cho mình một vấn đề ở đây này, ở công tắc này nhá bác nhá, công tắc này này. Đây ví dụ như em bật lên nước này đúng không, đấy chạy luôn này. Giận hơn đây, dây ô này. Hồi sức tim mạch và lồng ngực, bệnh viện hữu nghị ok chưa? Cho biết. Cassette này. Nếu như mình gạt nước này này. Đấy. Nếu mình gạt cái lớp mà cái đèn on này nó không sáng là cassette bật không được nhá. Đấy, bác đẩy lên một tí xíu nữa cho em ở cái này. Bác bật sẽ lên, sẽ chạy nhá. Cái này em lại chỉ lại nhá. Ví dụ bác gạt một lớp lên, đèn on này nó mất,
thì là cassette sẽ không chạy. Cũng đẩy tay thêm một tí đấy để nó này lên này. Đấy. Đẩy tay lên tí để nó lên thì cassette sẽ chạy nhá. Đấy. Ok, không có vấn đề đâu. Chỉ có hai con kia làm xử lý thôi. Chiều chạy ok này, tua ok, nói chung con này ok mà con này còn rất là ngon. Con này cassette còn hoạt động ok, chứ không như hôm rồi em có xử lý một con cassette không được luôn, chết IC điều khiển. Rồi ok, con này của mình không vấn đề gì đâu.